Bác nhá. Thì hôm nay em lại tiếp tục bỏ cái quyển sách cổ nhà em ra để nghiên cứu các ngày đẹp trong các tháng. Chả giấu gì các bác là nhà em có cái quyển sách cổ của các cụ để lại cho, thì em thấy hay, thỉnh thoảng bỏ ra nghiên cứu các ngày đẹp, ngày tốt trong các tháng để phục vụ các bác. Thì các bác cũng không cần phải đi nhờ ai hay là đi xem đâu cả, mà các bác ngồi nhà cũng có thể xem video, các bác có thể nghiên cứu được cái ngày tốt, ngày đẹp trong tháng. Thì trước khi đi vào cái ngày đẹp của tháng hôm nay, em sẽ làm về cái ngày tốt trong tháng 6. Thì trước khi đi vào cái ngày đẹp của tháng 6 thì rất mong các bác xem video, thì mình đừng quên là mình ấn đăng ký kênh ủng hộ cho em nhá, và cho kênh nó phát triển lên một chút. Thì em hứa với các bác này là em sẽ ra video thường xuyên để phục vụ các bác. Còn bây giờ trước khi đi vào cái tháng ngày tốt trong tháng 6 thì em xin đọc qua cái trích nục của cái quyển thông tư vạn sự nhà em để cho các bác có thêm sự tin tưởng nhé. Sách này là từ thời các cụ nhà em, là chữ sách bằng chữ Hán Nôm, sau đó là các cụ nhà em là dịch sang chữ Quốc ngữ. Đấy. Vạn sự lưu truyền, thông tư vạn sự này. Đấy, đây là quyển thông tư vạn sự nhé em. Bản diễn từ đời nhà Chu, nước Trung Quốc đời cổ xưa. Cụ Khổng Tử Thánh Đạo Nho đã sáng lập ra vạn sự theo ngày âm. Đấy, tức là tem ngày tốt là theo ngày âm nhé. Nịch để dùng các việc dân gian thường dùng trải qua bao triều đại xưa, rồi truyền sang Việt Nam các triều đại Đinh, Nê, Lý, Trần, Nê đến triều Nguyễn, niên kỷ Tự Đức, các nhà khoa sử học chép rồi in bản phát hành ra toàn quốc, đến nay vẫn thường dùng cho dân gian các việc lớn nhỏ theo thông tư vạn sự là đầy đủ. Việc này được làm theo ngày tháng âm lịch nhé, tức là tất cả là xem đều xem theo ngày âm nhé. Bây giờ sẽ đi vào cái ngày tốt của tháng 6. Đây là cái quyển này nhà em là từng tháng của đây. Bác nào mà muốn tham khảo về cái tháng nào thì các bác cứ liên hệ với em qua số 0972 362 125 thì em sẽ hỗ trợ cho các bác từ lúc động thổ cho đến lúc lên nhà mới. Đây là cái này là tháng 6 này. Thì các bác xem video đừng quên ấn đăng ký kênh ủng hộ cho em nhé. Các cái ngày tốt ngày đẹp thì đã đành rồi, nhưng mà các bác cũng phải lưu ý qua các cái giờ sát chủ và giờ xấu một chút. Đây, đây là cái giờ sát chủ trong tháng 6 này, là nó rơi vào giờ Mão này. Đấy, tháng 6 là giờ Mão, giờ sát chủ này thì nó từ 5 giờ đến 7 giờ sáng là giờ sát chủ các bác nhé. Còn cái giờ quan sát đây, giờ quan sát thì nó là giờ Tý, giờ Ngọ và giờ Thìn. Giờ quan sát tức là cái giờ mà âm binh người ta đi tuần đấy, cái vãng vong ngoài đường âm binh người ta đi tuần đấy. Còn đâu các cái ngày tốt trong tháng 6 này thì em sẽ đi phân tích từ ngày một để các bác cặn kẽ mình nghiên cứu từ ngày một. Đấy, bắt đầu từ ngày mùng 1. Ngày mùng 1 là nó rơi vào ngày Sửu. Đây, ngày mùng 1 rơi vào ngày Sửu là Ngọc Đường tam hợp Tiểu Hồng Sa. Ngày Tiểu Hồng Sa này thì ngày rất là xấu, cũng không phải là ngày đẹp, bỏ qua cho em. Sau đó các bác sang đến ngày mùng 2 là ngày Dần này, ngũ phúc thiên tài. Ngày mùng 2 này thì xin chúc mừng các bác ngày rất là đẹp. Ngày ngũ phúc tức là nó tựa như là ngày tử quý đấy. Thiên tài thì đứng chữ thiên rất là đẹp rồi. Các bác ghi vào cho em, ngày mùng 2 ngũ phúc thiên tài rất đẹp. Sau đó ngay sang đến ngày mùng 3. Mùng 3 là ngày Mão này, mùng 3 thì nó rơi vào ngày Tam Nương. Mùng 4 là ngày Thìn này, Phúc Đức Hội Phúc. Thì xin chúc mừng các bác lại thêm một ngày đẹp nữa. Ngày Phúc Đức này, Hội Phúc này rất là đẹp. Đấy. Vừa đứng chữ Phúc vừa đứng chữ Đức. Đấy. Thì giải thích với các bác ngày mùng 4 các bác ghi vào rất đẹp nhá. Sau đó sang đến ngày mùng 8 này. Sau đó sang đến ngày mùng 8 là ngày Thân, Ích Hợi sinh khí thiên quan. Em đi phân tích từ ngày 1 thì nó cũng hơi nan giải một chút và nó lâu thì các bác lại chán, em xin phân tích luôn vào các cái ngày đẹp thôi.
hay ngày không đẹp thì cũng bỏ qua, không cần phân tích. Ngày mùng 8 là ngày thân, ngày đẹp cực kỳ luôn này. Ích hậu sinh khí thiên quan. Ích hậu tức là nó sẽ tốt cho hậu vận về sau. Ngày mùng 8 ngày thân, các bác ghi vào. Sau đó sang đến ngày 11 này. 11 là ngày hợi này. Ngày 11 ngày hợi minh đường hoàng đạo quá đẹp luôn. Ngày 11 ngày hoàng đạo cực đẹp luôn, ngày hợi minh đường hoàng đạo. Đấy. Cũng rất nhiều bác, các bác cũng thắc mắc là ngày 11 này thì có thầy lại bảo là, có người bảo là ngày xấu, nhà mình thì lại bảo ngày tốt. Thì nói thật với các bác là cái quyển sách này nhà em là quyển sách cổ, còn nó các cái sách mà người ta mua ngoài chợ, sách mới bây giờ thì là các bác không nên tin tưởng. Còn đâu cái ngày hoàng đạo minh đường là đẹp rồi, những ngày hoàng đạo đẹp như này các bác không áp dụng thì còn áp dụng ngày nào nữa. Ngày 11 nhá. Đấy. Sau đó sang đến ngày 12 là ngày Tý giải thần ngọc đường này. Cũng là ngày rất là đẹp. Ngày giải thần thì các bác cũng là thừa, cũng là không nói các bác cũng biết rồi. Giải thần ngọc đường. Đấy, ngày 12 cũng đẹp. 13 này thì 13 thì rơi vào ngày Tam Nương. Đấy. Ngày 13 ngày Sửu rơi ngày Tam Nương các bác cũng bỏ qua. Sau đó các bác sang đến ngày 16 này. Ngày 16 ngày Thìn này, Phúc Đức Hội Phúc. Đấy, rất đẹp, vừa đứng chữ Đức vừa đứng chữ Phúc. Đấy. Giờ các bác ghi vào nhé. Sau đó các bác sang đến ngày 20 là ngày Thân này. Ngày Thân này, Ích Hậu sinh khí thiên quan. Ngày 20 ngày Thân, ngày rất đẹp đấy, các bác ghi vào. Sau đó các bác sang đến ngày 24 là ngày Tý này. Đấy. Ngày 24 là ngày Tý cực đẹp luôn, giải thần ngọc đường. Còn đến ngày 26 nữa thôi. Ngày 26 là ngày Dần này, ngũ phúc thiên tài. Đấy. Ngày 26 ngày Dần ngũ phúc thiên tài. Ngày 26 này thì ngày rất đẹp rồi. Đấy các bác ghi vào cho em nhé. Đấy thì em đúc rút lại trong tháng 6 này. Đó, có 2, 4, 6, 8, 9 ngày tốt để các bác áp dụng được các vùng lớn. Cho đó cái ngày hoàng đạo là rơi vào ngày 11 là ngày đẹp nhất. Là ngày hoàng đạo 11 các bác áp dụng làm được mọi việc lớn. Đấy. Thì em xin sơ qua là các cái ngày đẹp trong tháng 6 các bác ghi vào nhá. Ngày mùng 2 là ngày Dần ngũ phúc thiên tài. Ngày mùng 4 ngày Thìn phúc đức hội phúc. Ngày mùng 8 là ngày Thân Ích Hậu sinh khí thiên quan. Ngày 11 ngày Hợi minh đường hoàng đạo. Ngày 11 này ngày hoàng đạo đẹp nhất tháng luôn. Ngày 12 ngày Tý giải thần ngọc đường. Ngày 16 ngày Thìn phúc đức hội phúc. Ngày 20 ngày Thân Ích Hậu sinh khí thiên quan. Ngày 24 ngày Tý giải thần ngọc đường. Ngày 26 là ngày Dần ngũ phúc thiên tài. Đấy là cái ngày tốt trong tháng, các bác ghi vào và áp dụng. Thì xem video đừng quên mình đăng ký kênh ủng hộ cho em để kênh phát triển nên em đã làm cái video chất lượng hơn nhé. Xin chào tạm biệt các bác.